quá. Hôm nay lấy cái này làm để sầu đi. Nhưng báo cáo mấy anh em đây này, cho dù thế nào nữa vẫn phải cái này làm hàng đầu. Mình là đàn ông. Đấy. Hôm nay Tùng sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu một cái vấn đề con người của Tùng. Ăn xong phải đi rửa bát. Tùng sẽ đi rửa bát. Bát thì vợ rửa rồi, nhưng mà cái quả các bạn có cái quả này là quả gì? Quả này là quả cam. Chúng ta tăng cường uống cam à? Cam rất nhiều cam nhiều chưa? Đấy. Các bạn cứ chịu khó uống cái này vào thì là cơ thể của các bạn sẽ tốt và ok. Tùng sẽ xin giới thiệu các bạn đấy, bữa bộn nè, đàn ông đàn em thì mong cái này mông son bát gì đó xếp mông lung tung cả đấy. Vợ cái ngày này là ngày chiều vợ nhé. Mình phải tranh thủ làm những cái việc này cho phụ nữ, cho vợ của mình, cho gia đình. Đừng có vì tí Covid mà chán lãng cuộc sống là không được đâu. Xếp lắp lại, ngăn lắp. Vắt nước cam. Mình sẽ thay vợ chăm sóc gia đình, vắt nước cam vào. Rau. Gia đình là cái quan trọng nhất.